Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên series gọi là giải mã con game sóc đĩa này cho anh em nhé. Thì hôm nay mình lên series này gọi là lên video này gọi là chia sẻ cho anh em về kinh nghiệm phương pháp bắt cầu, phương pháp chơi và phương pháp bắt vị anh em nhé. Đấy, không chả lòng vòng nhiều nữa, vào luôn bắt cầu cho anh em xem. Đấy, vào phân tích luôn cho anh em. Đấy, vốn thì vẫn 40m, 40m xem có làm ăn được gì không đây. Thì hôm trước thì hôm qua thì có làm được lại được có 10m thì là 39m đúng không? Lại 10m thì là lên 39m là 40m. Là lúc lúc đầu thì là rút ra, hôm qua là rút ra đi chơi cùng mấy anh em bạn bè làm tí gọi là sinh tồn lô mạch mấy cả đi vịn tí nhưng mà vịn tí cho nó đỡ mỏi chân mỏi tay. Nhưng mà cánh nó lại cũng được, cánh nó mời thế là thôi, lại còn 40m này lại lạp luôn lại vào để lên gọi là chiến con game sóc đĩa này cho anh em. Đấy, không chả lằng nhằng nhiều nữa thì phân tích luôn cho anh em. Đấy, ở bên con game này có ba dạng cầu, một là cầu thuận, hai cầu nghịch, ba cầu đảo anh em nhé. Cầu thuận thì anh em tính chẵn đánh chẵn, tính lẻ đánh lẻ. Đấy, còn cầu nghịch thì anh em là tính chẵn đánh lẻ, tính lẻ đánh chẵn nhá. Ok, còn cầu đảo thì nó thuộc dạng gọi là cầu đảo 1-1 hoặc là cầu đảo lặp. Nó có hai loại cầu đảo. Đấy. Thường là cầu đảo thì nó sẽ sau tay sau sau những tay bệt. Đấy. Ví dụ như kiểu là nó đi bệt dài một đoạn xong là chuyển sang nó sẽ đi 1-1 hoặc là nó sẽ đi lặp, ví dụ như kiểu lặp 1-2, lặp 1-3, lặp 1-1 đúng không? Đấy. Nó tùy. Rồi, ok. Phân tích luôn cho anh em về phương pháp chơi. Phương pháp chơi của tôi thì là tính điểm hàng dọc cộng thêm điểm phân vị vừa ra gần đây nhất. Điểm hàng dọc thì anh em nhìn cho tôi là có hai trắng, hai đỏ ở trên một hàng dọc thì anh em có một điểm. Điểm phân vị vừa ra gần đây nhất này thì là ví dụ như là con trắng đúng không? Con trắng thì anh em cộng cho tôi 2 điểm. Đấy, con đỏ thì anh em cộng cho tôi 1 điểm nhá. Rồi ok, tính điểm hàng dọc cho anh em này. Để tôi ngồi soi cầu đấy tầm 2 3 tay nhá, cũng khuyên thật anh em là lên ngồi ngồi chơi chơi ngồi soi cầu với tầm 5 6 tay, 7 8 tay thì cầu càng rõ cho anh em đánh đúng không? Đấy, đừng có vào vội tiền anh em nhá. Ok, tính điểm hàng dọc cho anh em này, hai đỏ này, hai trắng này, hai đỏ hai trắng này. Một điểm hàng dọc, hai điểm hàng dọc. 3, 4 và 5. Đấy, 5 thì lại hai con trắng. Một phiên trắng này anh em được 2 điểm. Đấy thì hai con trắng được 4 điểm, 5 điểm hàng dọc nữa là ra 9. Đấy. 9 thì xem tay này ra gì đây. Tôi dò lấy tầm 2 3 tay xem cầu kèo như nào xong rồi bắt đầu vào cầu đánh sau anh em ạ. 9, 9 ra một con 3 đỏ. Là một tay thuận. Đấy, là một tay thuận. Rồi ok. Tiếp tục nào. Xem như nào đây. Rồi, tính phiên mới cho anh em này, tính điểm hàng dọc này. Hai trắng hai đỏ một hàng dọc này. Một này. Hai này, ok. Hai điểm hàng dọc và ba vị trắng là 32 là 6, 12 nữa là 8. 12 nữa là 8. Tiếp tục và soi tiếp nha anh em. 8 thì tay này là hơi kết tứ tử đấy. 8 hơi tay này hơi kết tứ tử hơi nhưng không biết là có về không. Theo chiều hướng cầu thuận thì tay này sẽ về tứ tử đỏ. À xin nhầm, tứ tử trắng nhá. Tay này về tứ tử trắng nhá. 8 điểm là theo chiều hướng cầu thuận về tứ tử trắng nhá. Xem có về không đây. Ôi trời ơi, không tứ trắng mà lại ba trắng. Ok, tiếp tục là một tay nghịch. Chưa bắt được cầu anh em ạ, chưa bắt được cầu. Cầu đi khá là ảo. Cầu đi khá là ảo. Mới dò hai tay thì thấy là một thuận một nghịch. Đấy, còn chưa rõ là nó đi như nào. Ok, tính điểm hàng dọc tiếp cho anh em này. Một điểm hàng dọc này. Đấy, một điểm hàng dọc này. Hai điểm hàng dọc này, ba này. Ba và hai, bốn. Bốn hai là tám, ra 11. Ba điểm hàng dọc nữa ra 11. Đấy. Dò đến tay nữa nha anh nha, dò tay nữa nha, xem cầu kèo đi như nào đã xong rồi vào tiền sau. Chứ tôi thấy là cầu bắt đầu hơi khó khó rồi đấy. Bắt đầu thấy hơi khó khó rồi đấy. Nè. Thuận nghịch. 11, 11 lại tiếp tục là một con thuận. Đấy, 11 lại tiếp tục là một con thuận. Cầu khả năng như 11 à. 11 hay 12 nhỉ? 11 hay 12 đây nhỉ. Ok, tay này bắt luôn điểm cho anh em nhé. Vào nhẹ tiền thôi. Chưa chắc cầu thì vào nhẹ tiền này. Một điểm hàng dọc này, hai này, ba này, bốn này, 5 điểm hàng dọc và thêm 2 4 5 nữa.
Thêm con năm, thêm năm nữa. Thêm năm nữa thì là 10. 10 với 5 là 15. 10 năm vừa rồi ra con thuận thì tay này lại vào con nghịch. Đấy. Tay này vào con nghịch, vào nhẹ 500 thôi xem là cầu kèo đi như nào, chứ còn thực ra là cầu đi như này hơi xấu anh em ạ. Cầu đi như này hơi xấu, nhưng cầu đi như này anh em đoán được ra. Đấy. Ok, đấy vào tay nghịch. Mẹ cầu đi 11 nha anh em. Cầu đi 11 này. Rồi. Bốn tay giò 11 này, tay này vào thuận này. Tay vừa rồi vào nghịch thì tay này vào thuận nhá. Cầu đi 11. Ok, chiến luôn này. Một điểm. Hai điểm này. Ba này. 4 này, 5 này. Ok, 5 điểm và một phiên bị đỏ nữa ra 6. 6 à. Tay này vào nhẹ 3M này. Ok chưa? Not bad. Ít con mẹ mày, nó vẫn lẻ. Nó vẫn lẻ thì kệ con mẹ, à nó định đánh cho nó hết tiền lẻ đi mà nó vẫn lẻ. Đục ma nó. Cày thật đấy. Tiền nhiều khi nó ảo xê đấy. 40M, 40M tay này vào là còn 37M, gãy là còn 37 này. Gãy là còn 37 này, không gãy thì là bú này. Đấy. Ok. Còn 11 chuẩn luôn này. Nhá luôn con 11 anh em nhá, nhá luôn con 11 này. 5 tay 11 rồi, 5 tay 11 thì tôi nghi nó bẻ lắm, tôi nghi là nó bẻ lắm, để xem tính như nào nào. 1 này. 2 này, 3 điểm hàng dọc. 3 điểm hàng dọc và hai phiên bị đỏ là ra được 2 điểm nữa là 5 điểm này. Đấy nha. Đấy, cầu 11 đúng không anh em? Đấy cầu 11 này. Ok, tay này thì sẽ vào lấy một con nghịch. Rồi 5 điểm đúng không? Đâu nhỉ? 1 này. 2 này. 3 này, 3 hay là 5 này, 5 vào con nghịch nhà vào tay. Tay này. Ok, nó tứ tử cái. Ok, tròn tiền luôn. Gãy phát là về gốc thế thôi. Gãy phát là về gốc nhưng mà đấy đau gãy. Đi con mẹ. Chuẩn 11 luôn này. Ok chưa? Lại những không những thế lại còn húp tứ tử nữa chứ. Đẹp không anh em? Cầu đi đẹp không? Đẹp nõn luôn mẹ mày, đẹp như gái 18. Ok, tiếp tục tính điểm hàng dọc cho anh em này. 1 này, 2 này, 3 này. 3 điểm hàng dọc, 3 điểm hàng dọc và thêm 1 2 3. 3 điểm hàng dọc. 3 điểm hàng dọc và thêm 3 phiên vị đỏ nữa. Lại là ra con 6 rồi. Ra con 6 thì tay này vào thuận tiếp này. Tay này vào thuận tiếp nhá. Này, đi 6 tay rồi, đi 6 tay thì tay này tôi nghi nó bẻ lắm nhưng tay này tôi vào nhẹ thôi. Vào nhẹ này 2M. Nót cho hai con tứ tử nữa. Thôi rồi vào hết điểm lẻ đi. 2M rưỡi nha anh em, ok chưa? Tay này gãy là tròn tiền luôn này. Gãy thì đéo nào được đúng không anh em? Để còn mẹ. Đẹp lõn luôn đi chứ. Cầu đẹp lõn luôn đúng không anh em? Mẹ mày. Nó tứ tử ăn hàng, ăn cả hai tay luôn, ăn hai tay tứ tử luôn. Húp ngay, đấy. Lên ngay 12M rồi. Đẹp không anh em? Rồi, tiếp tục tính điểm hàng dọc cho anh em này. Hai trắng này, hai đỏ trên một hàng dọc nhá anh em. Hai trắng hai đỏ một hàng dọc này, một điểm này, hai điểm này. 3 điểm này. Ok. 4 điểm này. 5 này. Ok, 5 điểm và thêm 2 4 nữa, 4 nữa là 9. 9 lại vừa rồi lại là tay thuận, tay này lại vào tiếp tay tay nghịch này. Vào nhẹ 2M, 2M rưỡi đi. Cho mày thêm nữa đi, con mẹ mày nó vẫn lẻ tiền mà. Vẫn lẻ tiền là đi, con mẹ mày vẫn lẻ tiền à. Ok không? Ok không anh em? Đi, mẹ mày cầu bắt đẹp lõn luôn này. Này anh em nhìn này. Ôi giời ơi, 118 tay rồi. Ôi giời ơi. Cầu đi 11 khá là đẹp anh em ạ. Đấy. Đấy. Chắc là thôi, tôi xin phép với anh em là chốt lại ở đây thôi. Chốt lại cho anh em là 17M nhá. Ok chưa? Đấy. Thôi, tôi xin phép là tôi dừng video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.